Rồi, kính chào quý vị các bạn. Tiếng Rao 4.0 đã quay trở lại Cần Thơ và như là 24 giờ trước khi bắt đầu ghi hình chính thức tập Tiếng Rao tại Cần Thơ và giúp cho gia đình của chị Phượng và hai cháu ngoại bán bánh bò nướng tại Cần Thơ. Mình đang có mặt trên con đường 30 tháng 4 gần gần đài truyền hình thành phố Cần Thơ, mà hôm bữa mình đi một lần rồi mà giờ mình không nhớ là đang kiếm coi chị đang đứng ở đâu. Thật ra lễ kiếm mình xuống trước rồi nhưng mà mình đang không biết là chị đang ở đâu. Sẵn giờ này xuống là cũng gần 12 giờ trưa rồi, chắc là mời luôn ba bà cháu đi ăn cơm. Với một số người thì một cái bữa cơm tươm tất thì chắc là rất là đơn giản ha, nhưng mà mình nghĩ rằng với những cái gia đình mà khó khăn hoặc là những cái hoàn cảnh giống như chị thì giống như chị Phượng ở đây thì mình nghĩ chắc một cái bữa cơm mà gọi là no ấm, một bữa cơm ở một cái nơi tươm tất thì chắc là điều có khi nó là cả một giấc mơ. Âm thanh có vô không vậy? Thấy không? Sao không thấy ta? Không thấy mà đứng đâu ta? À, nhìn trên kia, nhìn tốt trên kia, nhìn trên kia. Rồi, xa xa có một cái chiếc xe bé bé. Và thật sự là hôm nay là cũng có rất nhiều thông tin vui nha bà con. Đây là mình nghe nói có một nhóm các bạn trẻ ở đây cũng đã chuẩn bị độ một cái chiếc siêu xe bánh bò nướng. Có thể là chiều nay mình sẽ đi mình quay cái cảnh đó. Ồ, xe của chị kìa. Rồi. Dạ. Chào chị. Dạ. Nó khóc ở trong thùng. Ủa khóc trong thùng hả? Ủa đâu? Bé anh hai đừng có cấp cái gì nó đòi bà cột. À. Bé bé quên rồi. Anh hai tên à, bé Nghi. Dạ Nghi ơi. Sao vậy con? Ra đây chơi con. Sao con? Sao khóc vậy? À. Sao chú? Sao ông bác không nghe nè? Con muốn bà cậu tốt hả? Ra đi bà cậu tốt cho kìa. Trời ơi. Ôi cái xe bé xíu à, rồi chắc là đó bà con vẫn thấy ha, cái chiếc xe nó xíu xíu à. Xe của bé Nghi á. Đó. Đó một chiếc xe thấy là ba bà cháu coi như là. Sáng giờ bán được mấy cái rồi chị? Sáng giờ bán được 3 cái. Trời, sáng giờ bán được 3 cái hả? Ôi ôi cái xe. Cái xe nhỏ xíu xíu à. À, có cái xe nhỏ xíu. Con tên gì con? Nguyễn Tuyết Hoài. Hả? Nguyễn Tuyết Hoài. Trí Hoài hả? Con là Nguyễn Trí Hoài, còn em là gì Nghi bác quên rồi. Hả? Nguyễn Phương Nghi. Nguyễn Trí Hoài, Nguyễn Phương Nghi. Bữa chú bác xuống không thấy con. Bữa đó con đi học hả? Con học lớp mấy? Trời ơi, không có cột tóc không mà nó là khóc. Không phải dành nữa. Dạ. Sáng giờ bán mới có 3 cái à, quý vị các bạn. Một ngày tối đa mình bán mà, như em nhớ là như chị nói, bữa chị nói em ngày tối đa bán 20 cái đúng không? Khi 200 mấy ngàn là 20 cái. Khoảng 20 cái.
À, thưa quý vị các bạn, hôm nay mình xuống đây mình rất là cố gắng, là ngày mai là mình sẽ giúp cho chị Phượng ha, với lại coi như ba bà cháu bán bánh bò nướng, ngày mai bán 200 cái. Coloman sẽ làm điều đó như thế nào, mời quý vị các bạn ngày mai nhớ 10 giờ sáng quý bà con cô bác ra cái chỗ 58 đường Trần Văn Khéo. Quý bà con cô bác ra 58 đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Một ngày bán có 20 cái thôi, mà ngày mai mình làm sao mình bán được 200 cái gấp 10 lần. Bà con cô bác tin nổi không? 10 giờ sáng mai. Quý vị và các bạn đang xem cái video này là video hậu trường, làm một ngày trước giờ mà Colorman chính thức bán giúp cho chị Phượng và mà các cháu ở Cần Thơ. Đây có cái xe này á, ngày mai mình đẩy cái xe này đi, không biết đi sao nè. Xe đi như tông á. Dạ. Xe mà bữa ở Phước Cần Thơ á. À, nghe nói Phước Cần Thơ độ cho chị chiếc xe siêu xe đúng không? Rồi chiều nay đi qua bên Phước Cần Thơ xem độ cái xe đó như thế nào. Bạn Phước Cần Thơ cũng là cái bạn mà đã đưa Colorman đến đây, đã đưa mình đến đây để gặp. Tại qua cái video của bạn Phước á, thì mình mới thấy cái hình ảnh của chị Phượng với hai cháu, thấy thương quá. Và vừa rồi cũng nghe bạn Phước cũng có thông tin là em đang tụi con với lại mấy đứa bạn bè đang độ một chiếc xe gọi là siêu xe bánh bò nướng cho. Mua chiếc xe đạp. Mua chiếc xe đạp luôn. Ồ, wow, đã. Đạp đưa Nghi đi học. Dạ. Cũng mấy tuần rồi ha. Hôm trước em xuống chắc cũng 2-3 tuần rồi đó. Đó. Dạ. Rất là nhiều khán giả mong chờ cái ngày hôm nay. Và cuối cùng thì tại vì mình cũng phải đi liên tục, di chuyển liên tục. Tuần nào cũng phải, cuối tuần là mình phải đi. Mất 2 tuần, tuần ở Cà Mau rồi tuần ở Sài Gòn. Thì hôm nay là tuần thứ 3 mình mới xuống được lại Cần Thơ. Tụi con ăn cơm chưa? Bánh mì hả? Thôi đi ăn cơm nha, đi ăn cơm với bác nha. À Nghi. Nghi. Tụi con thèm mà thích ăn cái gì nè? Thích ăn gì? Hả, tụi con thích ăn gì? Con thích ăn gì? Gà rán. Ăn gì? Gà rán. Gà rán là gà gì? À gà rán hả? Dạ. Ừ, con thích ăn cái gì? Gà rán luôn. Rồi gà rán luôn. Mới ăn bánh mì thì ăn gà rán nữa ăn nổi không? Thì thôi đi ba đi ăn gà rán nha. Rồi bà con bà ngoại giờ để bà ngoại làm sao? Mua về cho bà ngoại. Mua về bà ngoại thôi. Giờ chở xe này về nhà luôn đi, lát chú mua mạo hết đi. Hôm nay cho đoàn ăn hết nè, có 20 cái chứ mấy. 20 cái đoàn này tới 300 người lận dư sức. Chị ăn gà rán chưa? Chị có giờ chị ăn gà rán chưa? Chưa. Chưa luôn trời. Tụi con bây giờ ăn gà rán chưa? Ăn có một lần rồi hả? Con ăn chưa? Con ăn gà rán bao giờ chưa Nghi? Có một lần thôi hả? Không, nó đợi mua cái rán mua. À, đàn này là bạn Nghi, bạn này là Toàn hả? Dạ, con Hoài. Hoài, Nguyễn Trí Hoài. Dạ. Đây là Nguyễn Phương Nghi, Nguyễn Trí Hoài. Tên đẹp dễ sợ luôn. Ủa mẹ, hôm bữa chị chia sẻ là mẹ của mấy đứa là sao á? Em quên rồi. Đi làm. À, mẹ làm trên thành phố. Còn ba thì coi như là bỏ đi lâu rồi. Ba nó không quan tâm nữa. À, nhưng mà ba ở Cần Thơ hay ở Sài Gòn chị? Ở Cần Thơ. Ba ở Cần Thơ. Tụi con nhớ mà có biết ba con không? Có người không có biết hả, có người. À, Nghi không biết, Hoài thì biết. Thôi giờ mình đi ăn gà rán nha. Ok. Ha. Ủa đây có chỗ nào gần gà rán gần đây không các bạn? Có không? À trên đó có một tiệm hả? Thôi mình đi đi. Xe mình đâu rồi? Thôi chị để cho mấy đứa nhỏ này mà cho mấy bạn này đổ luôn. Rồi kìa mấy bạn kìa, Hoàng Anh, Hoàng Yến rồi vô đây đổ đi. Ăn bánh mì, ăn bánh bò nướng trừ cơm luôn đi. Đi ha, giờ đi ăn gà rán nha. Ừ, bác là sợ gà rán lắm, tại nó mập á. Mà thôi hôm nay đi dắt tụi con đi, bác ăn trưa ăn gà rán luôn, ok. Rồi đi lên xe bác đi, đi xe tới, ok.
Đi luôn chị. Thôi kệ, lâu lâu mình ăn bữa gà rán cho biết gà rán nó khác gì với gà ta Việt Nam mình. Không ăn rồi. Dạ. Đi chị. Dạ. Mua con cá chưa cho hai đứa. Dạ thôi, đi ăn luôn, mỗi mình ăn phần rồi quay về. Hai gửi xe này cho mấy bạn này coi đi rồi ba bà cháu đi chứ không tụi nó mắc cỡ, không có chuyện nó mắc cỡ. Đi. Rồi ngày mai em sẽ giúp chị bán nha, đừng lo. Ngày mai là hoành tráng luôn. Đó, đó giờ là chị nhịn qua bên ông bú không biết sao có mổ không. Ai chị á hả? Sao chị bị gì mà ông bú? À tay gì rung quá hả? Tay nó ù sao giờ không nghe luôn. Ờ à, vậy hả? Rồi con, thôi lên xe với bác nè, nghe. Rồi, ok. Rồi Hoài vô xong rồi phía sau nha Hoài. Phía sau. Rồi em mời chị. Rồi hai con ngồi phía sau cũng được. Rồi. Hai con ngồi phía sau đi để coi có chú quay phim ngồi. Dạ rồi chị. Ok. Anh ngồi đây luôn phải không? Rồi ok. Giờ đi ăn gà rán ha. Ăn đi ăn gà rán xong rồi hôm nay mình về sớm mình nghỉ ngơi nha, bắt đầu để ngày mai bác bán phụ với bà con bà ngoại với lại tụi con ha. Ngày mai bán coi như là sập sàn luôn, động nghẹt luôn. Rồi đi ăn cái quán nào nè. Thường giờ hỏi bà chưa. Bà Nghi hỏi ngoại bà ơi, bà nhỏ bà có ăn gà rán chưa bà? Nghe thấy muốn coi như rớt nước mắt hả bà con. Bà còn chưa được ăn đó, tụi con là lần thứ hai đúng không? Giờ trước con ăn ở đâu? Dạ, ở chỗ này chỗ khác. Chỗ này chỗ khác. Mà trước ai dắt tụi con đi ăn? Dạ bà. Bà dắt đi ăn. Trời ơi tội nghiệp quá. Dạ. Mà hai anh em ăn chung một cái hả? Dạ. Rồi bữa nay mỗi người mình ăn một cái nha. Dạ. À, quý khán giả thân mến, khán giả nhìn thấy cái hoàn cảnh của chị Phượng với lại hai cháu ngoại thấy thương không? Hai bé nó dễ thương mà nó trong sáng ngây thơ, nụ cười rất là hồn hậu. Còn chị thì chị nói là chị đang sợ bị ấy hả, đang tính đi mổ hả? Không dạ. Biết mà tại vì bà bác sĩ thấy run quá rồi chắc chuyển qua ung bướu. Mà sợ mổ hai đứa này. Ủa sao chuyển qua ung bướu là sao chị? Không biết tại vì mà mổ ông xét nghiệm máu tùm lum hết trơn á. Dạ. Rồi siêu âm cổ rồi. À chị có bị bướu cổ hả? À. Trước là người ta đã mổ rồi à. À dạ chị, là chị bị bướu cổ. Lần nuôi má rồi bà mổ hai lần á cái bệnh luôn. Dạ. Cái bác sĩ đi nhập viện cái chốn về, chúng về đặng đưa má về đó. Dạ. Yeah. Không dám nhập nữa tại vì tốn tiền á. Dạ. Yeah. Lần mượn tiền mấy người ngoài đáng chịu 20, cái yeah. Người nào mà bán ấy. Dạ. Yeah. Vô lấy nón của em. Ừ. Nãy giờ nói chuyện quên để ý, không biết Jollibee nằm đâu. À bên kia đường kìa, bên kia đường kìa. Đó, chỗ đó, gà rán. Đó, bên kia đường, đó, đúng rồi. Gà rán ngon tuyệt, đó. Ngay ngã tư luôn. Đó quý khán giả thân mến, nếu mọi người giờ mình sẽ up cái video này lên rất là sớm ha. Để ngày mai tất cả quý bà con, cô bác nào ở khu vực Cần Thơ thì ra cố gắng tranh thủ ra 58 Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để giúp comment giúp cho. Rồi con xuống đi xuống. Ok. Rồi con xuống. Ui, ngồi.
đi con. Đỡ bà ngoài. Rồi, để ngoài. Rồi cái tay chị rung quá, tay chị rung dữ dội luôn á. Thôi đi con, đi qua đi. Đây. Đứa coi coi chừng dính nhạc. Rồi chào em nha. Rồi vô đi con. Vô, mạnh dạn vô. Có bác rồi. Chưa lên bì rồi, có chỗ ngồi không? À. Rồi coi coi này. Rồi vô đây con order đi. Con gà phi lê ở đây đúng không ạ? Chị Nghi xin chào ạ. Hàng Nghi, lại đây con. Chúng mình là 35 ngàn nha. Thì em xin một cái bếp siêu uống đây. Dạ đi cháu ăn gì, lên lầu em gọi món về trên lầu luôn nha. Mình luôn nha. Thôi để cho anh lựa ở đây luôn đi. Tụi con, tụi con lựa cái gì đi. Xin lỗi 35 ngàn, có 5 ngàn lẻ cho em xin gì không ạ? Em nhận 100. Có cơm không? Vậy là 65 ngàn thì có. Cơm trên đây nha. Tụi con thích cái nào chỉ nè. Số 47 thì em đang đợi nước cho em nha. Ngon gì mày hay gà. Con ăn gì con gọn đi. Số 47 thì em nhảy trước nha. Hả? Con ăn cái mì này hả? Cho nên xin chào. Con ăn mì đó hả? Tao con chỉ đi con chị. Đây ba ba. Ba ẩm lên ngon lên đâu. Mì hả? Mì này hả? Xin chào. Hay cái này, cái nào? Cái này là nguyên combo hả em? À mình lấy combo thì anh có mì ấy, có gà luôn. Phải tại. À đây nè con nè, cái này nè. Cái này đi nha. Ba kia ba, ngoại kìa, ngoại ăn gì kìa. Trời ơi, nó thương ngoại dễ trời chưa. Không biết ăn gì nữa. Xin chào. Cái này nha. Mì Ý, trời ơi, biết mì Ý luôn. Cái này mì Ý phải không em? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi. Rồi vậy cho anh cho ba phần đi. Dạ rồi. 1, 2, 3. Dạ rồi. Còn cho anh có cái cơm gì dễ dễ ăn không? Có cơm BBQ là món ăn nè. Cơm gà sốt cay. Cơm gà sốt cay hả? Ừ thôi cho anh cái cơm gà sốt cay đi. Sốt cay ha. Rồi còn lại ba phần dạ. Phần này cho ba cháu nha. Dạ lên trên đi ha, rồi em đem lên trên. Tiền sao anh gửi tiền luôn? À lên trước nhanh. Ok rồi rồi. Rồi lên. Rồi chào con. Ok ok rồi. Thôi thôi à, quay ngược đây, quay ngược đây nè, quay ngược đây. Rồi ok. Rồi, chào em nha. Ok. Rồi các bạn ăn gì gọi luôn đi. Lên luôn. Rồi chào con. Dạ rồi. Không ngồi đi. Rồi ok. Có ai tin là lần đầu tiên là tôi đi vô cái quán Jollibee không bà con? Cái này là chuyện có thiệt luôn á, lần đầu tiên luôn đó. Sao con? Nhiều nước á, tại mở cái nắp. Mở nắp gì? Nắp bánh bò đó. À, nó bò hả, nhiều nước á hả? Trời ơi, con ấy, coi nè, tay xíu xíu rồi, không nhôm nhát à. Trời ơi, con nay con nhiêu ký? Hả? Con không biết hả? Ở đầu cổ trong mơm này, trời ơi. Không ai cột tóc cho con hết trơn vậy này. Nay đòi cột cũng vậy luôn hả? Gặp bác cũng dốt luôn vô này. Bây giờ mình ăn xong cái mình đi
xong bác dắt tụi con đi mua áo quần đẹp nha, chịu không ha, mua cho mua mỗi bạn hai bộ đồ hen, để mai mình quay phim cho đẹp ha. Ừ, mua cho bà nữa. À, thích đi con. À, bà con thích áo khoác hả? À, ok rồi. Mình ăn xong cái mình đi chợ. Rồi tụi con thích gì nữa, xong bác mua cho nè. Bộ dễ thương, sợ dạ thôi, sợ tốn tiền bác. Hả? Ủa, nghe thấy thương không, không dám mua đâu, sợ tốn tiền bác lắm. Đâu có sao đâu, bác nhiều tiền mà. Báo chị tin vui là đã Mạnh Thường Quân đã gửi một số tiền cũng khá khá, mình chưa bán vậy đó là đã có một số tiền khá khá rồi. Hồi sáng mấy đứa nó có đi mở tài khoản cho chị chưa? Rồi mai mốt là dạ, mai mốt mở tài khoản xong là các Mạnh Thường Quân sẽ gửi tiền vào tài khoản cho chị nha. Dạ. À mở rồi hả? Rồi ok chị, dạ. Chị để trong đó đi, có gì mà anh lấy sao. Giờ là mình kinh nghiệm rồi, cho nên là sắp tới đây là mình quay trường hợp nào cái mình mở tài khoản luôn, cái vừa xong cái tập mà quay xong cái tập đó là mình sẽ lên luôn cái để thông báo cho quý khán giả luôn là cái số tài khoản của các cái nhân vật mình luôn. Đó, có nghĩa là sau đó quý bà con cô bác sau cái khi mình ghi hình tiếng rào, quý bà con cô bác cứ tiếp tục gửi tới số tài khoản để giúp đỡ, và mình tin chắc là như là già ba bà cháu của chị Phượng rất cần giúp đỡ, chị cũng đang bị bú cổ nè, tay chị run liên tục đó. Đó. Và bây giờ nó đang nói là rất là lo sợ là khả năng có phải đưa qua ung bướu để xét nghiệm coi như thế nào. Em thấy cái tay của chị run dữ lắm. Cái này đang chóng mặt. Chóng mặt hả chị? À, cái sợ ốm. À. Chị nằm xuống nó chảy mặt. Nó đau quá trời. Cái điều mà đang là rất là lo là nếu như mà chị Phượng mà có vấn đề gì thì không biết ai lo hai đứa nhỏ hả chị? Đi nằm ngủ khóc hoài. Dạ. Sợ hai đứa này lớn rồi, có thể không có chuyện gì á. Ừ. Năm nay chị năm mươi mấy, năm bảy? Năm sáu. Năm sáu. Nó sợ bỏ nó hoài. Sợ hả con ha? Thấy ngoại yếu quá, lỡ ngoại có gì là chắc là... Tại chậm nước đó chị ơi, nước lớn tới rồi không. Ở trong nhà chị á hả? Cũng mình cũng chưa biết nhà của chị sao nữa, chắc là hôm nay trăng tranh thủ hôm nay mình còn thời gian thì lát trưa mình dắt ba bà cháu đi mua ít đồ rồi xong có thể về nhà luôn, vô nhà chị thăm nhà chị để cho bà, cho quý khán giả với bà con Mạnh Thường Quân mình cũng nhìn thấy là cái gia cảnh của chị Phượng thật sự như thế nào. Cắt nhà cho ở lại cái lót cho tâm rồi. Dạ. Chị thuê nhà đó bao nhiêu? Đó. Dạ. Người ta cho ở không vậy hả? Trời cũng đỡ ha. Trên đỡ nước cho bà cháu dành với mấy anh em. Ừ. Không không, có anh uống cái nè. Cho mấy đứa nó uống nước ngọt á, nó thích uống nước ngọt. Tụi con uống nước ngọt ha. Nghi uống nước ngọt ha. Đây để cho bà uống, đây chị uống trà đào đi. Đó. Con uống gì? Uống ít thôi em, ít thôi, nhiều quá. Anh không uống nhiều vậy đâu. Con uống cái này hả? Rồi ok. Nghi uống nào con? Nghi uống nào? Con uống này ha. Rồi. Rồi chú uống cái này. Rồi em để cho em. Ờ không, em để cho các bạn đấy, các anh em đi. Ừ, em bưng đâu kia giùm anh. Ôi. Bưng đâu kia cho ekip đi, ekip. Rồi, con hình như cái này là của con đưa bạn đưa ngoài đi. Ok rồi. Nãy cái nãy gì đào quá chị. À,
con ong á, Jollibee á, bi là con ong á. Rồi ngày mai là liệu làm sao mà ngày mai mình bán á? Mấy đứa cháu á. À mấy có mấy người cháu nữa hả? Ồ vậy là mai phải đi phải làm việc với mấy cháu của chị nữa. Mai làm phá kỷ lục bán 200 cái hai con ha. Hoài Nghi trời ơi. À cuối cùng ghép hai tên là hơi kỳ nha, tên Hoài tên Nghi kỳ ấy, nãy giờ không để ý luôn á, giờ mới biết á. Phương Nghi Trí Hoài không thì Trí Hoài là tên hay rồi, Phương Nghi là cũng hay mà, nếu mà ghép hai chữ tên cuối lại là Hoài Nghi. Ủa sao đặt tên lại vậy ta? Hoài Nghi, Nghi Hoài. Mấy đứa gọi chưa? Ăn gà rán luôn đi. Này cả ekip ăn gà rán. Rồi cho đồ ăn lên sớm đi mà con ơi. Cái gì con nói gì? Anh hai con uống nhanh quá rồi hết khỏi uống. À là bé Nghi nói anh hai uống nhanh quá, coi uống chậm chậm thôi, uống nhanh quá hồi hết khỏi uống luôn đó nha. Thì uống ly khác, hôm nay có bác rồi, bác lo cho uống ly khác, uống thoải mái ha. Ngon không? Cái này nước gì vậy chú, bác cũng không biết luôn. Hả? À sữa matcha hả trời. Đó ước mơ của các bé luôn á. Có những thứ mà mình nói là với một số những cái em trẻ nhỏ mà nhà có điều kiện thì cái ly sữa matcha này là chuyện rất là bình thường. Với bé Nghi và bé Hoài thì nó là những cái chuyện giống như trong mơ á. Bé này căng cơ lo nè. Nói anh hai hút, anh hai mà uống lẹ quá coi chừng hết, lát hết không có uống. Sữa matcha. Ăn cơm nước tương hay lắm. Dạ. Mày ăn không quẹt nữa, ăn nước tương hả? À, ăn nước tương hả? Ăn không quẹt, ăn nữa ăn nước tương. Dạ. Khi bán dễ, người ta hấp tối không có đồ ăn á, phải làm. Dạ. Làm không quẹt cho mấy đứa ăn nấu cháo á. Là tối ăn không vậy luôn hả? Ăn cháo hay ăn cơm không với lại nước tương? Nước tương mà nàng ăn không quẹ cái làm không quẹ cái ăn chung nha. Chị Phượng tâm sự là có những hôm mà bán ế quá là coi như hai anh em mà ăn cơm trắng hay ăn cháo trắng với nước tương với khô quẹt. Không có một cái thức ăn nào trong bữa ăn hết. Ồ. Oh. Đây. Ngoài trước nghe đó, cái này gọi là spaghetti. Đây con để đi, con để rất là lễ phép luôn. À từ con ăn đi bác rồi này của con nè. Đó ăn không hết mình gói về chiều mình ăn tiếp nha. Dạ đây thưa chị. Rồi rồi cả nhà tự nhiên nha, chờ chú. Ủa không có đũa hả? Có đũa không em ơi? Nè con có thể con cầm cái này con ăn trước được nè. Hả? Thôi ăn đi. Ăn đi hồi về. Con ăn một cái đi, cái này chừa về đúng không? Đông con cái súp quanh đó hả? Này quanh rồi, ok. Rồi cái này của bác ăn cơm. Trong đó chắc ăn. Tụi con ăn đi, còn nếu mà ăn no quá thì mình ăn một cái thôi, thì mình chừa một cái mang về nha. Nè. Không hết thì nói chú mang về nha. Ừ, đó hết không hết rồi chú. Nè con cầm cái đùi này con cầm nè. Bác chỉ cho con nè, con cầm đi. Nóng không? Rồi con cắn vô.
anh hai xé giùm em đi coi anh hai. Rồi cảm ơn con. Rồi bác ăn ngon miệng, trời ơi thấy thương không. Rồi con ăn con với trời ba bà cháu ăn ngon nha, ăn nhanh xong rồi đi mua đồ ha. Ủa còn một cái spaghetti đây nữa mà đúng không? Còn một cái spaghetti đây nữa. Thiếu một phần không? Để dùng rồi em. Dạ không, chị ăn đi, em gọi ba phần rồi. Trộn gì con? Em trộn lên đi con. Trộn được không? Đây bác làm chưa? Rồi ăn nha con, ăn bữa cho nó ngon lành. Rồi đó. Rồi nè con cầm nè. Đây bác chỉ cho con nè. Cầm về nè con quấn nè. Con xoay vòng rồi nè hiểu không? Đó. Con xoay vậy nè. Đó. Nghe không? Nè con ăn đi. Nóng quá hả? Không phải món hảo của mình. Về miền Tây chỉ thèm đúng món canh chua. Xoay đây bác chỉ mà con cầm này nè, con vặn nó vòng tròn cái nó thành miếng nguyên miếng không thấy chưa. Đó, con làm lại làm thử đi, con xoắn vô. Con xoắn lại rồi con vớt lên đó, hiểu không, nó mới được nhiều đó. Cắn vô đúng rồi, xuất sắc. Ngon không con? Càng ngon không? Phương ca ngon rồi. Khăn nha, để con lấy cái khăn nữa, con lau miệng nha. Hôm bữa tụi con ăn gà rán đợt trước đâu có ăn cái mì này đúng không? Nghi ăn cái này bao giờ chưa? Dạ. Con chưa ăn mì spaghetti bao giờ.
làm giống bác chị này á, xoắn. Tối tối chị ngủ chị có bị rung vậy không? Có được. Có không? Đem được rồi. Em mời cả nhà. Tôi hẹn mời em với mấy cháu ăn. Cảm ơn em. Ủa em bé này nó không có cái này hả? À, sao ạ? Nãy em gọi 3 phần mà. Có cái mực mà dễ ăn chị. Rồi. Ở đây người ta mời, Jollibee mời. À, nửa đêm á hả chị? À, nửa đêm nó giật nhức đầu quá hả chị? Cái lưng nhức quá, anh dạ. Ngồi lên từ từ. Chứ dạ. Không dám đi mạnh lên. Anh có chuyện gì không ai đi bán thôi. Cái gì thì dám không có, đi ngoài á. Thấy chị Phượng ngồi là người cứ giật bắn ăn mà rất là khó luôn á. Bây giờ cái điều đáng lo nhất là chỉ sợ là chị không còn sức khỏe đủ để mà lo cho hai cháu nhỏ nữa. Vui ha con ha, vui không? Vui ha. Bữa cái lồng đèn bữa còn xài được không? Hay hư rồi? À, bữa thì em không bị tức ra. Trời đất. Rớt rồi. Con biết mà. Lồng đèn á. Bắt điên gì á. Nhạc nó hơi yếu yếu là nó hết pin. Hết pin con. Không, của bé, của bạn. Rồi, em cứ không thể cho hai cái lồng đèn. Hết nào không hết, đưa anh hai ăn. Không, anh hai có mới nè, anh hai ăn đi anh hai. Năm chắc mình để dành lại ít một cục gà, đúng không? Dạ. Yeah. Con thèm ăn gà rán mà bác thấy con ăn toàn mì không vậy con? Không dám ăn, nó đi dành về ăn cơm. Ăn ăn đại đi, còn cái này lát bác mua thêm cho. Tối giờ không có đồ ăn cơm, trở về một chút, hồi giờ ăn. Rất là sợ tối về không có đồ ăn cơm để dành rồi tối về con ăn. Con ăn đi, còn nhiều lắm này con, nha. Đây cái này con nè, cái này lát cái này bỏ ra đây mình mang về. Còn cái này con ăn tại chỗ đi giống như anh hai nè. Có anh hai ha. No quá hả? Thôi con xé miếng con ăn đi cho nó còn nóng, nó ngon á. Xé miếng gà đi. Hơi nhiều đúng không? Rồi cái nào không hết mình bỏ hộp lát mình mang về nha. Con xé nó đi, nó giòn á, cho nó còn giòn nó ngon. Nóng hả? Vậy bác làm vậy. Đi bán với ba ba bà cháu mua một cơm 20 ngàn. Dạ. 5 ngàn con tem. Ba bà cháu mà ăn. Rồi, ba bà cháu ăn chung hộp cơm 20 ngàn. 20 ngàn, cái 5 ngàn con tem á. Rồi con lấy đi. Cái thằng này cho nó ăn nhiều chút, cho nó ăn chay.
Thổi con, thổi thổi nóng lắm. Không có tiền đưa nó cho nó đi học á, cho nó nhịn đói. Gà rán này ngon hơn cái gà rán bữa con ăn không? Ngon hơn hả? Không bị được luôn. Ăn lâu vậy mà còn nhớ luôn ha, hay ha. Giòn hơn đúng không? Nằm ở ngoài đó, à, bà cóc sống đó. Dạ. Đáng về mà mười mà vợ cắt chỉ nhừ ra đúc thì cái tay run á, đúc thì đâm cái mũi chảy máu, đúc thì hỏi mà ăn chưa, ăn chưa, và bộ nó rồi thì cho má ăn, để thôi bà không ăn. Bà cố á, bà cố. Dạ. Mua như đi bán về đó mà mua mười mà vợ cắt chỉ nhừ. Cái Hoài ăn ngon quá đấy, thương quá. Ngon hả con hả? Không có ăn. Anh hai coi như là khí thế luôn. Mình mong là hai đứa con gái của mình nó sẽ phải nó xem được cái video này để nó biết rằng là cuộc sống của tụi nó còn sung sướng nhiều lắm. Anh ơi con còn nhiều lắm nè con. Thấy không? Con mạnh luôn, chấm tương cà vô, đúng rồi. Nó giòn không? Rồi để đó. Cái này cũng ngon lắm nè con. Thử. Mực. Chị ăn thử miếng mực. Mực chiên giòn không? Chị ăn thử. Dạ, đúng rồi, chị cắn luôn. Con no hả? No chưa? Thôi ráng mấy miếng nữa đi ha. Vậy là mình đi ha, đi chợ ha. Hoàng ăn hết luôn đi con. Cái lại ăn thử miếng này nè. Không nổi hả? No quá à. No quá. Này của bà ngoại nè. Thôi chắc cái này mình bỏ hộp mang về mình ăn đi. Ngon quá hả con? Bỏ hộp mang về con. Cái này nữa. Mấy này mang về luôn. Ừ, tối. Tối nay ăn thiệt ngon, thiệt no. Để mai có sức bún bác cháu mình chiến đấu. Mai bán cho bà ngoại thiệt nhiều tiền nha. Hoành tráng. Bà.
này luôn. Con hết không? Con hết cái đó không? Không hết hả? Tao bỏ vô đây, bác bỏ vô hộp về chiều ăn nha. Rồi kính tiền anh luôn đi. À, quý vị các bạn thân mến, mới vừa đi xuống tới Cần Thơ thôi, xem mình mới vừa xuống là lập tức mình chạy ra ngay chỗ cổng gần đài truyền hình để tranh thủ thăm chị Phượng với hai cháu, xong rồi dắt đi ăn cơm trưa. Mình thì mình không thích ăn cơm trưa nè, thèm ăn canh chua lắm, mới làm xuống Cần Thơ này. Và hôm nay đổi món luôn, ăn gà rán ăn hết luôn đó. Chắc là ít phút một vài hình ảnh của video này, mình nghĩ là chắc là nó rất là xúc động, đúng không quý bà con cô bác? Mình cũng không biết nói gì luôn, thật sự là mong rằng là mình sẽ sớm up cái video này lên để thông báo với quý vị các bạn. Sáng mai vào lúc 10 giờ sáng thì mình sẽ cùng với sẽ giúp cho chị Phượng và hai cháu bán bánh bò nướng tại Cần Thơ, tại số 58 đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rất mong quý khán giả gần xa ở gần khu vực Cần Thơ đến ủng hộ, và những quý khán giả nào ở xa thì vui lòng liên hệ với lại cái fanpage của bạn Nga Xoài Chua đó. Bạn Nga Xoài Chua nha, số điện thoại của bạn Nga Xoài Chua là chờ mình chút xíu nha. Rồi quý vị các bạn, những cái mạnh thường quân ở xa thì có thể xem xong video này có thể trực tiếp giúp đỡ ngay cho chị Phượng và các cháu, ba bà cháu thương quá. Chị Phượng hôm nay mình thấy thật sự hôm bữa mình xuống mình không để ý, hôm nay thấy sức khỏe của chị đang có vấn đề, tay rung bật mà nói nó nhức đầu, còn say sẩm nữa, không biết có bị rối loạn tiền đình hay không, hoặc là do cái bướu cổ, cái hệ lụy từ cái bướu cổ của chị nó làm cho chị chèn dây thần kinh hay sao đó. Nên là rất là, thì quý mạnh thường quân có thể đóng góp qua cái số điện thoại, đây là số điện thoại duy nhất của bạn Nga Xoài Chua là trợ lý của mình, 0936842505, 0936842505, hoặc là liên hệ inbox cái Facebook của Colorman cũng được, Facebook chính chủ của Colorman hoặc Facebook chính chủ của Nga Xoài Chua, để cùng chung tay với mình giúp đỡ cho cái trường hợp tiếng rau này thật sự. Ồ, nãy có quà nữa con. À, quá đã luôn. Trời ơi, Jollibee tặng nè. Ôi, đây Jollibee tặng nè. Đó. Cái quán này tặng hai đứa tụi con nè. Đó. Ôi, đẹp không? Cầm cái này nè. Cảm ơn chú. Chú tại diện cửa hàng tặng hai đứa con hai cái gói này ha. Ừ. Rồi, cảm ơn Jollibee Cần Thơ. Ở đây là ngã tư 30 tháng 4 đúng không? Với lại cái phần này thì em cũng biết anh chị làm chương trình đó, cho nên là em mời cô, anh với hai bé là dùng phần này luôn. Thôi, để em trả tiền. Thôi. Dạ. Ừ. Đây là bạn Duy, bạn quản lý. Thôi, chung nếu vậy thì anh cũng xin cảm ơn nha. Dạ. Em cũng cảm ơn anh với chứ, cô, bé với ông. Chứ trước giờ là anh không có, trước giờ đi là anh không có nhận cái gì hết trơn á. Dạ. Nhưng mà thôi, cái này coi như là đây là tình cảm của Jollibee với lại ba bà cháu, cho nên mình xin nhận. Chứ mình từ xưa tới giờ mình không có nhận một cái đi ăn đâu mà giảm giá với lại mời là không bao giờ Colorman đồng ý hết. Tại vì đơn giản lắm, mất duyên của mình. Rồi hôm nay thì thôi vì các cháu nha. Ok, cảm ơn hai cháu nha. Chúc hai con học giỏi hơn nhiều nha. Rồi. Dạ, một lần nữa quý bà con cô bác ở xa thì sau khi xem video này có thể giúp đỡ ngay, liên hệ với lại bạn Nga Xoài Chua qua số điện thoại 0936842505, 0936842505, đó là số điện thoại chính chủ của Nga Xoài Chua là trợ lý của mình, hoặc có thể inbox fanpage Nga Xoài Chua chính chủ, hoặc là inbox fanpage Colorman. Vì sáng mai là 10 giờ là mình đã bắt đầu bán giúp cho bà rồi, cho nên là rất mong những giờ phút cuối, những cái giây phút cuối này nhận được thêm các cái phần quà từ các mạnh thường quân từ các nơi để giúp cho cái tiếng rau 4.0 nói chung và giúp cho cái trường hợp của gia đình của cô Phượng nói riêng. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị các bạn, sẽ còn nhiều video nữa tiếp tục mọi người đón xem trên kênh YouTube của Colorman nhé, và đừng quên cái giờ livestream ngày mai 10 giờ sáng livestream và ghi hình tại 58 Trần Văn Khéo.
quý vị và các bạn đón xem ngày mai mình sẽ bán bao nhiêu phần. À, bình thường là chị Phượng bán 20 phần thôi, ngày mai mình sẽ bán được bao nhiêu phần, quý vị và các bạn nhớ đón xem. Nó mừng rồi. Rồi còn nữa, lát đi mua đồ nữa con nha. Ok. Trời ơi, ôm luôn dễ thương, trời sướng, đã con ha. Cho bác mượn bác dựa chút xíu thôi. Biết nói gì không? Nói bác ơi bác có chưa? Lát con có mấy con gấu bông ở nhà, lát con về con cho bác dựa. Thôi lát về nhà con rồi con cho bác dựa nha. Con này thôi con dựa đi nè.